Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cận cảnh khói đen bốc ngùn ngụt từ khu vực phía bắc của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sau nhiều vụ nổ. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine, vụ cháy tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, lớn nhất châu Âu, đã thu hút sự chú ý lớn. Một đoạn video được hãng tin AP phát hành cho thấy khói đen ngùn ngụt bốc lên từ khu vực phía bắc của nhà máy sau khi xảy ra nhiều vụ nổ. Nhà máy này đã nhiều lần bị tấn công và lần này, cả Nga lẫn Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân vụ cháy. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cũng xác nhận việc nhìn thấy khói đen dày đặc từ phía bắc nhà máy và nghe thấy tiếng nổ, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình. Trong một diễn biến căng thẳng của xung đột Nga-Ukraine, vụ cháy tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cơ sở năng lượng hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu. Đoạn video do hãng tin AP công bố, được quay bằng điện thoại di động, đã ghi lại hình ảnh khói đen dày đặc bốc lên cuồn cuộn từ khu vực phía bắc của nhà máy sau khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ nổ dữ dội. Đoạn video cho thấy những cột khói đen như một biển lửa bao trùm toàn bộ không gian quanh khu vực, tạo nên cảnh tượng rùng rợn và đáng lo ngại. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Liên bang Nga kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột, đã nhiều lần phải hứng chịu các đòn tấn công khốc liệt. Vụ cháy lần này không chỉ gây ra mối lo ngại về nguy cơ thảm họa hạt nhân mà còn làm dấy lên sự chỉ trích và cáo buộc từ cả hai phía. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết, theo bà Evgenia Iasina, giám đốc truyền thông của nhà máy, cuộc tấn công bằng UAV từ các lực lượng vũ trang Ukraine đã gây cháy tại tháp giải nhiệt của nhà máy. Mặc dù bà Iasina khẳng định rằng tháp giải nhiệt không liên quan đến hệ thống làm mát chính của nhà máy và do đó không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy, nhưng vụ cháy vẫn tạo ra những lo ngại không nhỏ. Ngược lại, chính quyền Ukraine cáo buộc Nga đã thực hiện các hành động khiêu khích bằng cách đốt lớp ô tô trong các tháp làm mát để tạo ra cảnh tượng hỏa hoạn giả, nhằm gây hoảng loạn tại các khu định cư lân cận. Ông Yevhenia Vertusenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Nikobol, nhấn mạnh rằng động thái này có thể là một phần của chiến lược gây rối và khủng bố tinh thần. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã công bố thông tin trên mạng xã hội X, xác nhận rằng các chuyên gia của cơ quan này đã chứng kiến khói đen dày đặc bốc lên từ phần phía bắc của nhà máy, cùng với nhiều vụ nổ trước đó vào buổi tối. Cảnh báo từ IAEA phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình hình và sự cần thiết phải theo dõi sát sao diễn biến. Vụ cháy xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở tỉnh Kursk, nơi cơ quan hạt nhân liên bang Nga Rosatom đã cảnh báo về mối đe dọa trực tiếp từ cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh một thảm họa hạt nhân có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng về mặt phóng xạ. Sự việc này không chỉ làm dấy lên những lo ngại về an toàn hạt nhân mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về các chiến lược quân sự và mục tiêu của các bên trong cuộc xung đột hiện tại. Nga oanh tạc tên lửa và UAV khắp lãnh thổ Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng ran với đợt tấn công lớn của Nga tại nhiều tỉnh Ukraine. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky ngày 11 tháng 8 nói rằng Nga tuần qua phóng hơn 30 tên lửa và thả hơn 800 quả bom vào lãnh thổ Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform. Từ ngày 5 đến 11/8, quân đội Nga dội hơn 30 tên lửa và hơn 800 quả bom dẫn đường. Họ không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc sử dụng các loại vũ khí như vậy. Kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, toàn bộ lãnh thổ của chúng tôi luôn phải chịu mối đe dọa tấn công liên tục, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X. Nhà lãnh đạo Ukraine đề cập vụ tấn công tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev hôm 11 tháng 8 khiến hai cha con dân thường thiệt mạng, cáo buộc Nga dùng tên lửa Triều Tiên trong cuộc tấn công này. Theo thông tin sơ bộ, Nga đã sử dụng tên lửa của Triều Tiên trong cuộc tấn công này. Các chuyên gia đang làm việc để xác định chính xác tên lửa này, ông Zelensky cho biết thêm. Nga và Ukraine chưa bình luận thông tin trên. Ông Zelensky đưa ra phát ngôn trên trong bối cảnh chính quyền địa phương ở Ukraine báo cáo về các đợt tấn công dữ dội của Nga xuyên đêm ngày 10 tháng 8, rạng sáng ngày 11 tháng 8. Ukrinform dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự thủ đô Kiev, ông Ruslan Kravchenko rằng tính đến sáng ngày 11 tháng 8 có 2 ngôi nhà bị phá hủy và 6 ngôi nhà hư hại do trúng mảnh vỡ máy bay không người lái, UAV,
và tên lửa Nga bị Ukraine bắn hạ. Ngày qua, Đại sứ Mỹ tại Ukraine, bà Bridget Brink lên án vụ tấn công mới nhất của Nga vào Kiev. Cảnh báo không kích và tiếng nổ vang lên suốt đêm quanh Kiev khi Nga tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa, giết chết một người đàn ông và con trai 4 tuổi của ông ấy. Một lời nhắc nhở khủng khiếp rằng Nga vẫn chưa dừng cuộc chiến bất hợp pháp vào lãnh thổ Ukraine cũng như việc ném bom vào người dân vô tội, bà Brink viết trên mạng xã hội X. Theo tư lệnh không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Oleschuk, lực lượng phòng không của Ukraine bắn hạ 53/57 UAV Shahed mà Nga phóng vào Ukraine rạng sáng ngày 11 tháng 8. Ông Oleschuk nói rằng các tên lửa và UAV được phóng từ các tỉnh Primorsk, Arktask, Yi và Kursk, Nga, về phía trên các tỉnh Mykolaiv, Odessa, Cherkasy, Vinnytsia, Kirovohrad, Kherson, Kiev, Zaporizhia, Sumy, Rivne và Cherkasy, Ukraine. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine ước tính tổng số quân Nga thương vong trong cuộc chiến tại Ukraine đến ngày 11 tháng 8 là 590.920, bao gồm 1.220 người trong ngày qua. Nga phá hủy loạt khí tại Ukraine trên chiến trường. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng lực lượng Nga ngày 11 tháng 8 đạt nhiều bước tiến trên chiến trường. Theo đó, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến trung tâm Nga đẩy lùi 3 cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine trong ngày. Thiệt hại của Ukraine tại khu vực do nhóm chiến đấu trung tâm kiểm soát là 425 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bộ binh, 4 phương tiện cùng nhiều lựu pháo. Nhóm chiến đấu Dnepr của Nga cũng tấn công 2 lữ đoàn Ukraine trong ngày 11 tháng 8 và gây ra 70 thương vong cho quân đội Ukraine tại Zaporizhia. Trong ngày, lực lượng vũ trang Ukraine mất 110 binh sĩ, 5 phương tiện và một trạm tác chiến điện tử tại khu vực do nhóm tác chiến phía đông chịu trách nhiệm. Tương tự, nhóm chiến đấu phía tây của Nga giành được các vị trí thuận lợi hơn trên tiền tuyến và đánh bại các đơn vị của 3 lữ đoàn Ukraine tại Lugansk và Donetsk trong 24 giờ qua. Thiệt hại mà nhóm chiến đấu phía tây gây ra cho Ukraine trong ngày là 520 binh sĩ, 1 xe tăng và 2 kho vũ khí. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine mất 385 binh sĩ và 2 kho đạn dược trong khu vực do nhóm tác chiến phía nam của Nga phụ trách. Trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân đội nước này bắn hạ 4 tên lửa Tokka U, 15 rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, một quả bom dẫn đường HEM, 71 UAV và một radar của hệ thống tên lửa phòng không Patriot của đối phương. Tình hình tỉnh Kursk vẫn căng, Nga tái triển khai lực lượng từ Zaporizhia đến hỗ trợ. TASS dẫn thông tin từ chính quyền địa phương rằng các mảnh vỡ từ một tên lửa của Ukraine đã rơi xuống một tòa nhà dân cư ở Kursk, Nga vào đêm ngày 11 tháng 8, làm 13 người bị thương. Trong ngày, giao tranh ở tỉnh Kursk vẫn tiếp diễn. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội Nga đang tiếp tục hoạt động tiêu diệt các nhóm vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới của Kursk. Hệ thống phòng không Nga phá hủy 4 tên lửa Tokka U, một xe tăng T-80 của Ukraine tại Kursk trong ngày 11 tháng 8. Lãnh đạo tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, ông Evgeny Balitsky nói rằng các đơn vị trinh sát trên không và đơn vị UAV của Nga di chuyển từ tỉnh Zaporizhia đến Kursk để giúp đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine. Về hỗ trợ người dân, khoảng 80 tấn hàng viện trợ nhân đạo từ nhiều vùng khác nhau trên cả nước Nga được chuyển đến người dân tỉnh Kursk. Hoạt động sơ tán vẫn tiếp tục. Ủy viên nhân quyền Nga Tatiana Moskankova ngày qua đã gửi đơn tới Liên Hợp Quốc yêu cầu lên án hành động vi phạm nhân quyền của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kursk. Về phía Ukraine, giữa các căng thẳng đang diễn ra tại Kursk, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Sirskyi nói rằng Kiev sẽ tiếp tục chiến dịch của mình. Chúng tôi đang tiếp tục chiến dịch, ông Sirskyi viết trên Telegram nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!